Xin chào quý vị, lại là clip thứ hai trong ngày Học lại gửi đến quý vị một sản phẩm Fortuner 2011, xe máy xăng số tự động, xe trang bị hai cầu nha quý vị. Nhưng mà hai cầu này thì quý vị có những quý vị hỏi Học á, sợ nó ăn xăng. Tuy nhiên thì xe này hai cầu nhưng chúng ta có thể tách ra thì nó sẽ là một cái xe một cầu bình thường nha quý vị. Đó. Thì để Học xin thông báo luôn, xe này hiện tại đang bên Học đang khuyến mãi giảm rất cao, nên giá xe từ 500 triệu thì bên Học hiện nay đã giảm xuống theo giá thị trường chỉ còn 480 triệu đồng. Đó, rất hấp dẫn nha quý vị. Đó, Fortuner bản TRD, bản đặc biệt. Rồi để Học quay chi tiết nội thất cho quý vị xem luôn. Vào đây, tốp lô cửa nha quý vị. Và xe bên Học là luôn cam kết không ngập nước, không đâm đụng, không tua km nha quý vị. Sản phẩm là chất lượng nha, chất lượng cao nha quý vị. Đó, về tốp lô nè, không có một tí nào chảy sợi nha. Với sản phẩm Toyota thì quý vị hãy yên tâm về chất lượng. Ở đây là cần số. Đấy, rất đẹp nha quý vị. Đó, cái độ mướt của cái cần số nè, tốp lô nè. Và cái xe thì là màu cái trắng, nhưng mà nội thất là màu kem thì quý vị nhìn thấy nè. Đó, chạy sàn còn rất là sạch nha. Đó, với những sản phẩm này TRD thì không có xe dịch vụ nha quý vị, hãy yên tâm. Đó, nên chủ xe đi thông thường là chủ xe gia đình đi rất kỹ nha. Đó, còn vô lăng là full da riêng theo xe, bản này là bản cao cấp mà. Đấy, để Học quay từng chi tiết cho quý vị xem luôn. Đó, tốp lô, cửa gió, những cái chi tiết này nè. Đối với những sản phẩm nếu như á, theo Học nghĩ không phải là sản phẩm Toyota á, thì những cái chi tiết nhỏ nhỏ nhựa này nè, ở các cửa gió này, nó không còn được như thế này đâu nha quý vị. Đó, những sản phẩm đến từ Nhật á, thì nó được cái gọi là bền bỉ theo thời gian, nó đã được nhiệt đới hóa rất là nhiều, nên tất cả các chi tiết nhựa hầu như là nó vẫn còn nguyên zin, chỉ có thể là không mới hơn như lúc đầu nữa thôi, nhưng mà chất lượng thì vẫn hoạt động bình thường. Đó, nó không có vẻ gọi là xuống cấp hoặc là phân hủy ha. Đây, đây là nội thất phía sau nha quý vị. Đó, ghế kem da màu kem, ghế da zin luôn nha quý vị, còn rất đẹp. Để Học quay cận cho quý vị xem. Đó, ở đây nó có một vài nếp nhăn do đi theo hàng ngày á, nó co giãn nhiều thôi. Đó, nhưng mà xe thì rất đẹp. Đó, tổng thể là rất đẹp nha. 480 triệu đồng TRD Fortuner. Đó, để Học quay chi tiết các cụm đèn lái nè, bởi vì đèn lái zin đấy còn rất đẹp, và logo Học quay cận các chi tiết cho việc xem logo. Rồi mình chạy dài qua cụm đèn lái sau phía bên phải nha, đây là chữ V Sportivo. Đây, body kit của bản TRD. Đó, cánh cửa thì có các ốp cửa, quý vị nhìn liền mạch từ phía trước ra tới phía sau nha. Và cái những cái này là Học nói rất nhiều, những cái ron đó, thì chúng ta nhìn cái ron này cũng có thể đánh giá được. Và mâm xe, mâm hợp kim nhôm phay rất đẹp nha quý vị. Còn phần gầm đó, đã được bên Học phủ gầm lại và vệ sinh. Đó, quý vị mua giờ chỉ việc sử dụng thôi. Đó, còn đây là tấp bì cửa phía trước bên phải. Đó, quý vị nhìn thấy không, chất lượng nha, sùng chỉ còn y nguyên nha, giá siêu rẻ. Vâng, Học xin nhắc lại sản phẩm này lần nữa nha quý vị. Fortuner TRD Sportivo, xe màu trắng, sản xuất năm 2011, với giá bán siêu rẻ 480 triệu đồng. Xe đi được 146.000 cây, xe 2 cầu, số tự động nha quý vị. Học xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin kết thúc video tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.